chiếc xe này nó rất là to, nó bự, nó dài lắm luôn. Và rất là sang trọng và hiện đại nha anh chị và các bạn. Nó hiện đại hơn nữa là nó được trang bị cái cửa sổ trời, cái cửa sổ nóc á. Anh chị và các bạn nhìn nè. Đây, nhấn nút chỗ này nha. Đấy, cửa sổ nóc hoạt động bình thường ha. À, toàn cảnh luôn anh chị và các bạn có thể nhìn cái khoảng không gian ở phía bên ngoài được luôn nha. Rồi. Hi, chào tất cả mọi người, em là Phương đây. Chào mừng mọi người đến với kênh của Phương Cầu Đỏ. Hôm nay lại là một chiếc xe ô tô kiểu dáng sedan 5 chỗ. Cái form này nó rất là dài nha anh chị và các bạn, cực kỳ là đẹp luôn á. Thì chiếc xe này nó được nhập khẩu năm 2009 và đăng ký lần đầu tiên là năm 2010. Ford Mondeo bản 2.3 lít. Đây là một chiếc xe phân khúc mà em nói thật sự anh chị được bán rất là nhiều ở thị trường Việt Nam mình luôn. À, nó cạnh tranh với xe gì? Nó cạnh tranh với chiếc xe mà Toyota Camry đó anh chị và các bạn. Nhưng mà cái hàng Ford, nếu anh chị và các bạn đã đi rồi thì anh chị các bạn sẽ cảm nhận được nó chất lượng như thế nào. Khung gầm nó rất là chắc chắn nha, khỏe khoắn và máy móc cực kỳ là mạnh mẽ luôn. Động cơ 2.3 nha anh chị và các bạn. Bây giờ em sẽ quay từng chi tiết ở phía trước cho anh chị và các bạn xem chiếc xe này nó đẹp như thế nào nha. Bốn cái đèn của chiếc xe này, cặp mắt nè, cặp mắt là cửa sổ tâm hồn anh chị và các bạn, là bốn cái đèn zin hoàn toàn chưa hề qua xử lý và rất là hiện đại, đó là đèn bi. Đèn bi gương cầu cực kỳ là sáng khi mà anh chị mở vào buổi tối. Rất là đẹp nha, rất là trong và sáng luôn ấy. Thì chiếc xe em bán đó là biển số Bình Dương, vì chiếc xe này là một chiếc xe một đời chủ mua mới. Hồi xưa nó là biển số ở dưới An Giang, biển số 67 nha anh chị và các bạn, miền Tây. Thì em đã mua lại từ anh chủ xe và em đã vừa ra tên biển số 61 do người nhà của em đứng tên nha anh chị và các bạn. Và chiếc xe này giữ thực sự là kỹ, rất là kỹ luôn. Nước sơn là còn zin nó tầm khoảng tới 6-70% á. Thì cũng đã được em xử lý, đánh bắt các kiểu cho nó mới hơn, nó sáng hơn để anh chị mua về sử dụng thôi. Em cam kết cho anh chị và các bạn là chiếc xe zin 100%, không có hề cấn đụng bất cứ một chỗ nhỏ nào nha. Thì anh chị thấy không nè, cái logo nè, nó được xi một cái lớp inox. Cái mặt ga lăng nè, đây là inox zin luôn nha, chính hãng từ nhà sản xuất, nó mà còn rất là trong và sáng. Logo Ford nè, đẹp ghê không? Đấy, thì một chiếc xe khi mà anh chị mua bên em sẽ được em hỗ trợ anh chị ký giấy rút hồ sơ nhanh để anh chị tiện việc sang tên đổi chủ. Rồi, ở dưới cảng á, nó cũng có cái đèn nữa nè anh chị và các bạn, to ghê ha. Và cũng còn rất là trong và sáng. Rồi, đi qua hướng bên đây. Bánh mâm của chiếc xe này thực sự là đẹp. Anh chị và các bạn nhìn nè, bánh mâm đúc rất là nhiều cánh. Bánh mâm đúc zin của Ford Mondeo này luôn nha. Rất là đẹp luôn ấy. Và bốn cái vỏ này nó còn tầm khoảng tới 70%. Anh chị mua về sử dụng thôi, không cần phải thay thế. Và phuộc của chiếc xe này, hệ thống treo là phuộc lò xo nha anh chị và các bạn. Đây, cái kiến này rất là hiện đại. Đó là kiến chỉnh điện và gập điện lại luôn nha. Và nó có tích hợp xi nhan trên kiến. Để khi mà những anh chị nào chạy bên hông, mình mở xi nhan lên nó sẽ chớp 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 cái đèn vàng để anh chị và các bạn dễ quan sát nha. Đăng kiểm thì nó còn tới tháng 6 năm 2022. Đấy. Rồi, nó hiện đại hơn nữa là trên cái mui nó có một cái cửa sổ nóc. Đây, bằng kiến nha. Đây, cái mui kiến nè. Và nó vẫn hoạt động bình thường nha anh chị và các bạn. Rồi, em quay rất là cụ thể và chi tiết ở phần phía trên. Bây giờ em mời anh chị và các bạn đi xuống phía sau nha. Cái phần phía sau của chiếc xe này thực sự là đẹp anh chị và các bạn ạ. Nè, Ford nè, Mondeo. Mondeo. Và cặp đèn sau của chiếc xe này cũng còn rất là đẹp ha. Nó được thiết kế theo dạng ở trong nè, dạng tổ ong á, rất là đẹp luôn á. Rất là hiện đại. Và nó có trang bị cái cảm biến quanh xe nha anh chị và các bạn nè. Cảm biến ở phía sau nè, anh chị và các bạn thấy không? Đây là cảm biến zin của xe luôn nha. Và cái cốp này nhấn bằng cái nút ngay chỗ này, nhấn bằng nút điện ha. Và mình mở nó lên. Đây, ở bên trong nó rất là rộng rãi luôn anh chị và các bạn ạ. Nè, ở bên trong nè, thấy không? Thì anh chị có thể để rất là nhiều cái vali nếu anh chị đi chơi xa. Vali cỡ lớn luôn á, tầm khoảng chừng 3-4 cái để trong này nha. Rồi, em quay rất là cụ thể cái phần ở phía sau. Bây giờ mình lên cái hầm máy, xem thử cái cục máy nó còn đẹp như thế nào. Cái phần máy móc của chiếc xe này em đảm bảo cho anh chị là zin 100%, chưa hề sửa chữa ở trong cái cục máy nha. Và đã được em xử lý kiểm tra sau khi em đã mua lại từ anh chủ xe, để anh chị và các bạn mua từ em về chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải làm gì thêm cả. Để mở lên cho anh chị và các bạn xem. Đây,
thì ở trong hầm máy nó bị bụi và dơ theo năm tháng anh chị và các bạn ạ. Đây thì cũng đã được em kiểm tra xử lý và ở trên cái phần trên nè, xử lý gọn lại cho nó sạch sẽ hơn, nó mới hơn. Và cục máy ở bên trong là em đảm bảo là không chưa hề sửa chữa nha. Đó, máy móc nổ cực kỳ là em luôn, và em đảm bảo cho anh chị đi xa tốt. Thì bây giờ quan trọng là cái gì? Là thử cái khả năng vận hành, xem thử chiếc xe này nó chạy có mượt mà hay là không. Bây giờ anh chị và các bạn đi theo em. Một chiếc xe ô tô cũ, cái yếu tố mà để biết được chiếc xe nó đẹp như thế nào có phải là chi tiết nội thất bên trong không anh chị và các bạn? Anh chị và các bạn nhìn nè, đây là một chiếc xe một đời chủ mua mới nha, rất là đẹp luôn á. Và em cũng đang chạy thử cái khả năng vận hành ở trong đô thị. Anh chị và các bạn nhìn nè, đang chạy với vận tốc là 40 km/h. Thì chiếc xe này nó chạy rất là êm ái và mượt mà nha. Em cũng quay rất chi tiết, rất là cụ thể cái chi tiết bên ngoài cũng như là khả năng vận hành của chiếc xe này. Thì bây giờ sẽ đến cái phần mà chi tiết nội thất bên trong để anh chị và các bạn xem hình dung được chiếc xe này nó đẹp như thế nào nha. Anh chị và các bạn đi theo em. Chị và các bạn nhìn cái bộ mâm cái xe này nó đẹp dễ sợ ha, rất là đẹp luôn á. Rồi để đi vào bên trong em quay cái phần nội thất cho anh chị và các bạn xem. Đây nè, rất là đẹp luôn á. Thì cái tấp bi cửa đây là zin từ nhà sản xuất nha, còn rất là mới và đẹp. Thì cái tay nắm cửa này nó được xi một cái lớp inox, đây là zin từ nhà sản xuất nha, mà còn rất là sáng và bóng. Thì bốn cái kính là kính chỉnh điện nè, cái lỗ tai nè đó, anh chị thấy không, cái nút nhỏ nhỏ này là nút nhấn vào để cho nó gập lại nha. Thì chỉnh điện nè đó, rồi rất là chi tiết. Thì cái ghế bên tài xế là cái ghế chỉnh điện, anh chị và các bạn thấy hiện đại ghê chưa. Chốt cửa nè còn rất là mới, tem là tem zin chính hãng ha. Rồi đây là ghế bọc da và da zin từ nhà sản xuất luôn, còn rất là đẹp. Anh chị và các bạn nhìn kìa, đây là ghế bên tài nè, thì nó bị kiểu phai theo năm tháng nè, hơi gần ở phía bên ngoài thôi, nhưng mà rất là đẹp nha. 2009 thì bây giờ đã mười mấy năm rồi đó. Thôi đi vào trong đi. Đây, trước mặt anh chị là cái túi khí, túi khí an toàn nha. Ngay cái vô lăng cũng là túi khí luôn, anh chị và các bạn nhìn nè, logo rất là đẹp ha. Và đây là nắp kèn, nút quá trời luôn. Ngay chỗ này nó được xi một cái lớp inox zin chính hãng từ nhà sản xuất, đẹp ghê chưa, vô lăng đẹp lắm luôn á. Thì những cái phím này vẫn hoạt động bình thường nha anh chị và các bạn. Phím âm lượng nè, dùng để nghe nhạc trên cái đầu MB3 zin chính hãng của Ford nè. Rồi tí xíu nữa em sẽ quay bên đây. Bây giờ em quay cái mặt đồng hồ cho anh chị và các bạn xem. Thì xe đang được em nổ máy. Anh chị và các bạn nhìn đồng hồ tua máy kìa, đứng kim chứng tỏ là máy đang nổ rất là êm nha. Và số km hiện tại là 80.295 cây số nha anh chị và các bạn, km á. Rồi thì để em quay qua cái đầu MB3. Đây là đầu zin chính hãng. Chiếc xe này không có bất kỳ gắn bất kỳ một cái vật liệu gì vô, zin hoàn toàn từ nhà sản xuất luôn, và còn rất là mới và đẹp. Anh chị và các bạn thấy không nè, CD nè, FM nè, ấy 6 đĩa nha. Rồi thì cái hệ thống lạnh của chiếc xe này là hai dàn lạnh hai bên, bên đây một dàn và bên đây một dàn. Auto nè, auto là tự động nha, đang mở mức là lao là nhỏ nhất nè, bên đây cũng vậy. Rồi xe bán là số tự động, cái cần số cũng còn rất là mới và đẹp nha. Đây là da zin luôn nè anh chị thấy không. B là dừng đậu nha, R là gear, D là chạy. Ngay chỗ này nó có một cái học gì nè,
ngay chỗ này nó để ghim cái cổng 12V. Rồi bên đây nè, nó có một cái hộc để đồ. Đấy, nó có sách hướng dẫn kìa. Sách hướng dẫn và sổ bảo hành còn đủ luôn nha anh chị và các bạn. Đấy, thấy không? Nè, hướng dẫn sử dụng Formondel. Rồi. Để em đi một vòng ở phía trước cho anh chị và các bạn xem. Ngay chỗ này nè, nó có một cái hộc để mình để những chai nước suối trong đây. Và ngay chỗ này nó cũng có một cái hộc để đồ nữa nè. Trong đây nó rất là sâu và rộng nha. Đó, thấy không? Rồi, em đi một vòng phía trước cho anh chị và các bạn cảm nhận nha. Nè, cái ghế đằng trước bên phụ nè. Da zin từ nhà sản xuất nó mà còn rất là đẹp ha. Tấp bi cửa bên kia nè. Đấy, em lia từ từ thôi đó để anh chị và các bạn tự cảm nhận nha. Cái này là tấp lô ha. Đây, vô lăng nè. Rồi, đi lên trên cái phần trần. Thì cái này là trần nỉ zin luôn nha anh chị và các bạn. Nè, nó kiểu hơi dơ dơ theo năm tháng nè. Và đây là cái cửa sổ nóc. À, cái mũi kiến nè, hoạt động bình thường nha. Thì hồi nãy ban đầu clip em đã mở cho anh chị và các bạn xem rồi đó. Rồi đóng nó lại. Thôi đi xuống phía sau nha. Thì chiếc xe này nó thiết kế dạng tối giản và chủ xe cũng không có gắn gì thêm hết. Đâu có gì đâu quay nhiều. Rồi vậy nha, em đi xuống phía sau nha anh chị và các bạn. Xe này nó dài, nó to anh chị và các bạn thấy không? Thì cái phần ở phía sau nè, ngồi rất là rộng rãi, thoải mái luôn á. Này, đi vào bên trong anh chị và các bạn cảm nhận nha. Đây nè, thấy không, cái khoảng không ngay chỗ này nè, nó rộng lắm. Rồi đi vào trong luôn đi. Rồi em ngồi thử cho anh chị và các bạn xem nè, thấy không? Đó, cái khoảng không nó dư rất là nhiều nha. Và ở ngay chỗ phía sau có cái hộc gió thổi lạnh luôn nè. Nè, thấy không, rất là mát nha. Ở trên nó có và ở dưới đây nó cũng có luôn nha anh chị và các bạn. Thì hai cái màn hình này nó bị hư rồi nha. Rồi em không có quay. Đây, nhìn nè. Ở phía dưới nhìn lên rất là đẹp ha. Cực kỳ là đẹp luôn á. Kìa vô lăng kìa, đẹp vậy không? Đó. Rồi, thì đây nè, để em đi một vòng ở phía sau cho anh chị và các bạn xem bộ ghế nè. Đấy. Trần nè, thấy không? Cái dàn âm thanh của chiếc xe này nghe hay lắm luôn nha. Cực kỳ là hay đó. Ở phía sau nó có thêm một cái cổng sạc 12V nữa nè. Rồi, em cũng đã quay rất là cụ thể, bây giờ em xin kết thúc video tại đây nha. Em đã quay rất là chi tiết, rất là cụ thể chiếc xe mà hôm nay em cần bán cho anh chị và các bạn xem từ nãy giờ rồi đó. Rất là chi tiết ha. Nước sơn thì nó còn tầm khoảng 60-70% đã được em kiểm tra xử lý đánh bát các kiểu cho nó mới hơn, nó sáng hơn. Đây là màu hồng phấn nha anh chị và các bạn, màu cực kỳ là đẹp của Formondel luôn á. Máy móc thì zin, em cũng đã quay cái hầm máy cho anh chị và các bạn xem rồi. Đảm bảo cho anh chị là chiếc xe này không có cứng đụng bất cứ một chỗ nhỏ nào nha. Và cho anh chị, đảm bảo cho anh chị luôn là mua chiếc xe này về chỉ việc sử dụng thôi và đi xa tốt. Formondel động cơ 2.3 lít và được bán tại Ford Việt Nam nha anh chị và các bạn. Sản xuất là năm 2009 và đăng ký lần đầu tiên một đời chủ ở An Giang miền Tây là năm 2010 và bây giờ là biển số Bình Dương. Em cần bán chiếc xe này với cái giá là 320 triệu. Anh chị cần mua thì vui lòng điện thoại trực tiếp cho em tên Phương. Số điện thoại là 0937 257 234. Có một số điện thoại một duy nhất thôi. Và cần chi tiết về chiếc xe này, cần những thông tin thêm, anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp cho em. Em chào tạm biệt anh chị và hẹn gặp lại anh chị vào những clip sau. Chào tạm biệt mọi người, mình là Phương. Nhớ nhấn đăng ký và nhấn cái chuông để được xem nhiều clip quảng cáo về xe ô tô của mình nha.